Chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đưa đến các bạn một cái căn nhà nát các bạn ha, căn nhà nát tiện xây mới và sửa chữa. Nằm trên đường Phạm Phú Thứ, quận Tân Bình. Với mặt tiền của nó là đường nhựa hơn 4 mét các bạn. Hai xe tránh nhau được. Nối từ Phạm Phú Thứ qua Lạc Long Quân. Rồi trước khi đi vào chi tiết, mời các bạn đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là cái con đường Phạm Phú Thứ từ Lý Thường Kiệt, Bệnh viện Thống Nhất chạy vào vị trí này chừng khoảng 70 mét nha các bạn, chừng khoảng 70 mét, nghĩa là ra ngã tư Bảy Hiền đó. Rồi mình theo Lý Thường Kiệt thì đi vào cái đường Bảy Hiền đó, cái đường Bảy Hiền, và mình chạy vào Phạm Phú Thứ. Rồi con đường đó là đi qua Phan Xào Nam, Võ Thành Trang. Thành thực là đây là khu trung tâm của quận Tân Bình các bạn ha, trung tâm quận Tân Bình. Đây mình đứng ngay ngã ba Phạm Phú Thứ và cái hẻm số 81. Đó, căn nhà này là mình, như mình đã nói là căn nhà cấp 4, nhà nát các bạn, có gác thì các bạn cũng có thể là về sửa chữa và tiện xây mới. Khu vực này là đường thông thoáng, đường nhựa rất tốt cho việc buôn bán và làm ăn. Mình mời các bạn đi vào cái căn nhà mình giới thiệu đây. Đó, các bạn thấy một cái xe đậu rồi còn một cái xe chạy vẫn tốt hơn các bạn ha. Xe chạy nó vẫn tốt. Đó, đường rất là rộng. Đó, phía trước mình chạy thẳng ra thì ra Lạc Long Quân các bạn ha, ra Lạc Long Quân. Khu vực khu dân cư rất là an ninh, nhà cao tầng. Trục đường này buôn bán rất tốt các bạn ha, trục đường này buôn bán rất tốt. Đường hiện tại thì khoảng 5 mét các bạn ha, khoảng 5 mét đường nhựa thông. Và đây là cái căn nhà mình sắp giới thiệu cho các bạn đây. Cái căn nhà hiện tại là nhà cấp 4, có một gác. Đó, cái cửa màu xanh các bạn ha, cửa màu xanh đó. Đây, đây là cái vị trí của căn nhà. Thì nói chung cái căn nhà nát thôi, thì thành thử là mình cũng không có quay bên trong. Mình chỉ quay cái vị trí và cái mặt ngoài của cái căn nhà thôi. Đó, tại vì bên trong thì cũng cái nhà cấp 4 mà. Nói chung là nhà cấp 4 mà lâu ngày không ở thì nó cũng xuống cấp. Các bạn muốn ở thì về phải sửa chữa lại hoặc là đập đi làm mới. Rồi, căn nhà này nằm ở hướng đông, cái hướng rất tốt các bạn ha. Cái hướng nắng nắng sớm mai thì rất là tốt và chiều thì rất là mát mẻ. Với diện tích là 4 x 12, công nhận là 48 mét vuông. Đó, đây là vị trí căn nhà đó, mình nhìn ra đường kia là đường Phạm Phú Thứ. Khu này là khu trung tâm của quận Tân Bình. Ra ngã tư Bảy Hiền chừng khoảng 70 mét. Rồi mình đi tiếp thì ra Lạc Long Quân, ra Võ Thành Trang, ra Phan Xào Nam. Rồi với căn nhà này, chủ nhà gửi bán với giá 8,5 tỷ còn thương lượng các bạn ha. Chủ nhà gửi giá 8,5 tỷ còn thương lượng. Đó, cái căn nhà này đây. Bạn nào có nhu cầu thì cứ điện thoại cho mình với cái số điện thoại ở trên màn hình, mình sẽ tư vấn và có thể dẫn các bạn đi tới xem cái căn nhà này. Đó, đó là cái căn nhà đó các bạn ha. Rất là tiện cho việc sửa chữa và xây mới. Đó, căn nhà có cái số nhà cụ thể các bạn ha. Rồi, trên đây mình giới thiệu cho các bạn một cái căn nhà nát ở khu vực Tân Bình, đường Phạm Phú Thứ, với đường nhựa hơn 4 mét. Bạn nào có nhu cầu thì cứ điện thoại cho mình. Mình sẽ sắp xếp và dẫn các bạn đi xem nhà. Đó, số nhà là 81/22 các bạn ha, 81/22. Và đây là cái hồ sơ pháp lý. Các bạn nào mua được thì công chứng liền các bạn, sổ đang nằm ở nhà, không vay mượn ngân hàng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thân ái chào các bạn. Chúc các bạn luôn thành công và may mắn.